Đây, chào mọi người nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường lại tiếp tục bàn giao một con Zanma IDG200VS máy dầu và một chiếc điều hòa Aqua cho một anh dài đến từ Hà Nội nhé mọi người nhé. Đây, anh ấy chạy công cả. Đó thì hiện tại là mình đang cho tiết tại đây. Máy đang nổ rất chi đấy em luôn. Điều hòa anh em ngồi nhé. Điều hòa đã đóng lốc nhá. Và bây giờ mình sẽ quay lên trên cabin này. Đây mà điều hòa mình đang để 16 độ nhé mọi người nhá. 16 độ đây. Nó rất chỉ là lạnh luôn nhé mọi người nhá. Đây, con này đến từ thương hiệu Aqua nhé mọi người nhá. Aqua thì thực sự quý vị các bạn là từ rất lâu rồi bên mình lắp những cái dòng Aqua này, phải nói là nó cực kỳ chất lượng, phù hợp cho mấy anh em mới dùng xe đầu kéo và gia đình vô tư luôn luôn nhé mọi người nhá. Bởi vì nó cực kỳ tiết kiệm. Thứ nhất là nó tiết kiệm bởi vì cái công suất của nó rất chi là nhỏ nhé mọi người nhá. Cái công suất của nó thường thường những cái con điều hòa 9000 nó sẽ rơi vào khoảng độ, khi mà đóng lốc nó sẽ rơi vào khoảng độ 1800W. Thế nhưng mà cái chiếc này khi mà nó đóng lốc nó chỉ có 1200W thôi nhé mọi người nhá. Và công suất liên tục của nó chỉ có 6 đến 700W nên mọi người có thể, mình đang để 16 độ này. Và đặc biệt hơn nữa là lốc của nó thì nó cực kỳ êm luôn nhé mọi người nhá. Gần như không nghe thấy tiếng gì. Nên là những cái dòng Aqua này được cái sự lựa chọn của những anh xe đầu kéo, phải nói là rất là tỉ mỉ và ok luôn. Đó, 16 độ nhé mọi người nhá. Nên là những cái điều Aqua thì gần như là bên mình sẽ lắp đặt toàn bộ cho xe đầu kéo. Đó. Con này thì thương hiệu của nó là made in Thái Lan nhé mọi người nhá. Có điều hòa Thái Lan nhé mọi người nhá, không phải Trung Quốc nhá. Nên là mình lắp, tuy những cái dòng này nó đắt hơn một chút nhưng mà mọi người dùng rất chi là yên tâm luôn. Đây, còn quay trở lại với những cái dòng Zanma 200VS thì mọi người rất quen thuộc rồi. Chạy một chiếc điều hòa 9000 trên cabin xe vô tư nhé mọi người nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại 0963638195. Mình sẽ tư vấn và báo giá không lắp đặt mọi thứ cho mọi người nhé mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.